Tết nó đông đây nhà nhà không thắp thôi. Ô một cái hòa đây hôm nay vận chuyển rồi rồi à, nhưng mà không phải cái này là cái hôm trước rút đấy. Cái gì đây, đang làm gì đây? Ok chưa rồi. Đấy. Giá. Con này với cả ánh là bằng nhau. Gấu dâu vợ hòa tặng gấu xám vợ trinh, cái này của hội chị em. Này của vợ hoài. Đây là dáng ngồi, cảm ơn gấu nâu. Dáng ngồi Azim ơi. Rất tự nhiên rất là quần. Ba ok. Thì dựng lại con gấu để nó dặn.